bay được dừa cao quá nha. Sao dừa bay được cao thế nha? Em làm sao em giật dây sao mà nó bay được cao vậy? Em thả đại chứ em cũng biết thả. Đây, tín hiệu đây là nhà mẫu ảnh. Để phong bà con. Rồi, sức bên. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Xin mến chào quý cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay lại với kênh Cao Anh Trung Vlog. Bà con ơi, hôm nay Trung sẽ mời quý bà con, quý cô chú, các anh chị cùng các bạn đi tham quan một cái quang cảnh thả diều ở thành phố Rạch Giá, ngay khu đô thị Phú Cường. Ở đây bà con, đây là khu đô thị Phú Cường nha. Rất là sầm uất, rất là nhiều tòa nhà, ngôi nhà rất là đẹp đây. Và đây có nhiều bãi trống để người ta, để bà con, cô bác, các chị, các bé đi thả diều rất là tốt. Ở đây trước mặt bà con đây là một chỗ bán diều. Trời ơi, xe bán diều đây quá trời đẹp luôn à, quá đủ hình thù, quá trời đẹp luôn. Đây bà con ơi, thấy không? Wow. Đây. Wow, chị cái quầy này hết của chị luôn hả? Wow, quá trời lớn này bà con ha. Đây, đủ rồi diều ha, quá đẹp luôn. Gió tung bay. Mùa đây là mùa bắt đầu gió lên rồi, năm nào cũng vậy, tới thời điểm này là gió bắt đầu nổi lên, là những con diều sẽ được cất cánh. Wow. Đây bà con. Ủa đây mình bán một mình chị dọn ra hả chị? Ờ. Wow, giỏi vậy nha. Wow, quy một cái quầy lớn lớn mà chị lớn này bà con. Con diều nào bán nhiêu con rồi chị? 120 hả? À, đây bà con, đấy diều bự luôn nha. 120.000. Trong đây thì có nhiều, rất là nhiều mẫu để bà con lựa chọn. Đủ tí con hết, như là chú Doraemon nè. Đấy. Rồi ok, bây giờ Trưng sẽ đi vô cái khu mà bắt đầu bà con thả diều, Trưng quay cho bà con xem nha. Để mà đi vô cái khu thả diều trước mắt thì Trưng cũng sẽ đi review sơ sơ một xíu về khu đô thị Phú Cường này. Đây cũng có nhiều cái nhà đó được xây dựng đấy bà con ha. Giá thì cũng khá là cao cao đấy. Giá thì mình không nắm rõ lắm nha, tại vì mình cũng không có mua đây thành không có nắm rõ lắm, nhưng tầm nghe nó từ 3 đến 5 đến 7 tỷ trở lên không đấy, tùy theo cái nhà vị trí như thế nào đấy. Đây bà con thấy không, đó cái nhà quá dữ, quá đẹp luôn. Ở bên kia là khu thả diều đấy. Các anh nào mà muốn mua nhà Việt Nam, anh Việt Kiều nha, muốn nhà Việt Nam thì có thể là tới đây đặt một chân ở đó vô để có được một cái căn ở đó để ở. Về Việt Nam sống cũng vui vui khi mà về tuổi già. Ở khu này thì rất phát triển, ngày xưa nó chỉ là biển thôi, tuy nhiên bây giờ đã lắng ra nên ta gọi là khu lắng biển luôn đấy. Thật giá trước đây mà cách đây chừng 20 năm về trước, nếu bà con đã đi rồi về đã rất là khó nhận ra, bởi vì là đường xá đã thay đổi, bờ biển lắng sâu, lắng dài, rộng ra rất là nhiều. Rạch Giá bây giờ là trở thành một trong những cái thành phố mà năng động và phát triển của Việt Nam luôn đấy bà con. Tức là về tốc độ phát triển nhanh nha, thì đứng ở top đầu cũng phải là nằm top 3. Cái này số là không có số liệu nha, nhưng mà hiện tại thì được nghe nhiều anh chị em làm đây đó thì là có nói là như vậy, là Rạch Giá là một nơi rất là phát triển. Đây bà con, trước mặt bà con là những con diều, không biết là quay như thế này thì bà con có thể nhìn thấy hay không. Đấy, bà con có thấy gì không? Đây là một khu bãi diều nha. Đây là mùa Tết, nó gọi là bến du xuân của Phú Cường. Ở đây là trồng khá nhiều cây cảnh này nọ để Tết bà con tới đây chụp hình, certified đủ thứ kiểu hết. Chân xuôi quay qua một vòng đây cho bà con xem nha. Đây. Trên này thì có những con diều đang bay. Và đây là cái ống này bà con nha. Ống này đóng cột vô này là lan can, nó thả lên đó cho nó tự bay. Đây, thấy chưa? Quá trời đẹp luôn. Đây. Hello đây con. Hello đây con. Trời ơi, đi thả diều vui quá rồi. Quay chú quay phim kìa. Thả diều luôn hả? Giỏi vậy.
Thả lên luôn hả? Giật chú đi. Thả luôn hả? Ôi, diều qua máy bay đó. Con diều kia, ờ diều máy bay kia hả? Đó, ờ diều máy bay. Ôi, con thấy con diều con nào chưa? Con diều cá mập ở đây nè. Con cá mập á hả? Diều máy bay. Diều con diều máy bay. Ôi, con cầm thả lại cột vô chứ không nó kéo lên luôn á. Diều máy bay này nè. Ờ, diều máy bay. Diều cá mập này nè. Ờ, cá mập á hả? Dòm chú nè, chú này nè, dòm chú nè. Nè, dòm đi con. Diều con diều gì? Chú hỏi diều gì? Diều con là diều gì? Diều về kìa, chú hỏi diều gì kìa. Diều máy bay. Diều máy bay. Rồi, cảm ơn con nha. Con nhảy lên đi ha. À, bây giờ tầm thời điểm này là 5 giờ, gần 5 giờ 30 nha. Thời điểm này thì các anh chị, cô chú đã đi làm về rồi. Cho nên là sẽ bắt đầu là ra đây. Cái bờ này nó bắt đầu chơi. Phía kia đông người lắm bạn con nha, chút xíu Trần Diệu Hoa mình nói review. Wow, đây mình thấy dính một con cá kìa. Câu dính con cá kìa, quá. Y cắt luôn. Đưa gần cái chữ nó. Nó tung hả? Ừ. Tung. Ờ. Ui. Bắt được cá là bẻ luôn cái luôn nè. Bé ngạnh luôn nè. Ui. Cá này gọi là cá cá ngát. Cá ngát. Câu có mạch, câu có được mấy con rồi? Chưa, mới xuống câu. À, mới câu được dính một con hả? Ồ, đây con. Sống nhảy từ 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 luôn nha. Đấy. Một em cá ngát. Rồi, bỏ ra. Bé ngạnh rồi, an toàn rồi. Hi hi. Đó, đây thì nguyên một dãy các bạn ra đến đây để lấy được hình ảnh khá đẹp. À, mặt trời đang lấp vào đám mây và tỏa ra một cái hình ảnh rất là đẹp. Wow, y chang như là một cái ánh hào quang tỏa xuống dưới mặt biển vậy. Rồi phía trên kia là có những con diều và đây là những cần câu cá. Đây là những Khương Tử Nha đi câu mỗi ngày. Câu đã sẵn này bà con. Nha. Đây. Đã sẵn câu rồi đó. Chừng nào nó ăn cái là giật chạy. Anh nó ăn nó giật là mình tới mình lấy hả? Nó kéo con câu mình biết luôn hả? Cái đầu á cục cục. À cái đầu cục xuống là mình tới mình giật lên. Ồ. Vui ha, đi câu lại chứ đâu cần đâu cầm điện thoại chơi là giờ cá giật thôi. Ơi. Đây không khí đây rất là vui vẻ. Nè bà con. Đấy. Ra thì bà con đứng đây để ngắm được cái hoàng hôn. Ánh hoàng hôn buổi chiều. Rất là tuyệt vời nha. Rồi, thả lên. Cầm thả lên nè. Buông ra. Đúng rồi, thả rồi con. Thả lên nè. Rồi. Giật lên. Trời ơi, giật xong giờ nó giật chạy chứ giật gì? Thằng ổ này trời chán chết chú ơi, nó chưa mất Kéo chạy con, kéo chạy nè. Nè con đứng đâu? Cầm nghe coi. 1 2 3 chạy. Chạy, rồi thả vừa chạy là thả dây ra. Thả dây ra. Chạy à. Ơi bay đáp kìa. Đây có một bạn nhỏ tôi thấy cầm diều kìa. Ôi. Ôi thả diều hả nè, con diều này thấy chưa? Cứ thả diều rồi chưa thấy không? Kéo lên. Ôi. Rồi. Coi lại bà con. Bà lớn nè. Bà lớn như nè. Cầm diều nè. Đây. Đó, đây con diều hợp bị thì chạy lên kìa. À. Bên kia thì cũng có nhiều bạn đi thả diều bên kia nha, trên khu bay review. Hello tôi người không? Ơi hello. Đứng góc này thì bà con có thể nhìn thấy những con diều kia, không biết bà con có thể thấy rõ không? Trên màn hình máy quay của Trần hình nhìn hơi nhỏ, không biết là lên khi mà bà con có thể là thấy không nha. Đấy. À, trên bầu trời nè. Đi xoay một vòng. Bầu trời hôm nay có một ít mây và hy vọng trời sẽ không mưa.
mình thả diều chưa ơi? Thả chưa? Thả. Đang thả, đang sửa dây hả? Dạ, đang gói dây. Hôm qua rối chân luôn kìa. Tao lại thả hôm qua phải không? Hôm qua bây giờ lấy giờ thả bị rối hả? Dạ không, mới thả, không biết thả. Mới thả, không biết dạ. Thả hả? Hai mẹ con đi hả? Dạ. Ờ. Mẹ cha, à, con làm gì cô khách nước dữ nè. Cha đâu kêu cha gì thả diều cho con. Tại vì á cha nhà cha ngủ hay gì rồi cha nói là đi về nhà lấy cái điện thoại. À về nhà lấy điện thoại rồi qua thả hả? Nhưng mà cha ha nói mà cha từ nãy tới giờ cha chưa đến nữa. Chưa đến luôn, từ từ cha về tới đến chút tha cha con sẽ sửa dây đó cho mẹ con. Nha, đó là chuyên môn của cha con đó. Dạ. Chuyên môn của cha con là sửa dây ra rồi thả diều cho con. Đây đây đây, con nhỏ thả diều kìa. Đi thả với cha nó kìa. Rồi kéo lên, kéo lên, kéo lên. Kéo chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi lên đi. Rồi. Cục ngã rồi. Rồi ok nè bà con, cúc này là cúc mà dành cho các bé lớn. Bé bự đã biết thả diều đấy, cầm biết cầm diều đó chưa? Đã chưa? Cầm về kéo khập 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 luôn nè. Rồi. Ủa mình không kéo nó mới bay không? Hay là mình phải kéo như vậy? Con biết nó cứ dập dập xuống rồi. À con thả đi tự nhiên đi cho nó chạy. Ai. Ai kìa. Đây là dành cho bé bự. À, bé bự là bé lớn đã trưởng thành. À đi thả diều. Diều không dành cho những bé mà dành cho bé lớn nữa. Đây là bà con thấy không? Đó. Nhìn đã chưa? Lúc nhỏ quê chân á, là có thả diều tự nhiên là dùng bằng tre. Cây tre là đông lại vậy nè, một cái hình cung vậy nè. Hình cung là với diều á. Hình cung như vậy nè, đó, rồi cái cây gác lên, kéo rồi đó. Mà tự làm chứ không phải là diều bây giờ đâu, diều bây giờ thì là đã được bán hết trơn rồi. Đã được bán. Ra chứ còn mua là có diều thôi. Ngày xưa trước khi đi thả là phải căng cái căng rồi tự lấy bọc ni lông làm cái chắn gió, rồi chẻ tre, rồi lấy dây cước, đủ thứ cái hết. À, giờ là mua ra mua diều là thả thôi. Ở đây có một gia đình nè bà con, một gia đình nè, đó đi thả diều luôn kìa. Ai à, đây có một người cha gương mẫu. Cầm diều, anh chơi cầm diều thả cho bé chơi hả? Hả? À, vui không, hạnh phúc chưa? Đấy, nhà có hai bé hả? Dạ, hai bé. Hai bé, hai bé gái luôn, đã luôn rồi. Rồi, khỏe, gái là bé gái là khỏe rồi đấy. À, con diều này thả lên trên này đấy, thấy không? Đấy. Việc thả diều thì bây giờ là hầu hết là gia đình, trai. Đa số là ba mẹ dẫn con đi thả diều, bởi vì mấy đứa nhỏ thì không biết thả. Không giống như ngày xưa nha. Mình ngày xưa nhỏ nhỏ là mình tự làm diều, tự đi thả rồi. Bây giờ là có ba mẹ đi theo không mà ba mẹ mua cho nó chứ. À. Đấy. À, thả diều anh. Anh đi mình hay đi với ai? Anh đi với... À bé đó hả? À đây nè đó. Thả diều cho nó bay lên, chừng nó bay lên là đưa cho bé nó cầm. À, mình mới giật giật như vậy hả? Bay! Ừ, bay lên, bay lên. Ở khu vực này bà thầy ha, khu vực này là khá đẹp của một cái khu mà mới làm ra thêm của bên Phú Thượng, Phú Cường. À, cũng lắng lại như vậy á, rất là đẹp. Ở đây cũng có một gia đình này đó, một gia đình đi thả diều, vừa ngồi ăn vừa thả diều, rất là vui vẻ. À, đấy, hai bé nè, cầm dây nè, à, đấy. À. Bố ngồi giật dây cho bé. Thả diều. Hello, hello con. Xin chào con. À chú mày thả đi. À đi. Liền quá. Không. À, đa số là gia đình không mà con nha. Ồ, ở đây là diều cao quá nha. Sao diều lại bay được cao thế nha. Quá, wow. Hai bà con. Đứng mà đứng căng luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, em làm sao em giật dây sao mà nó bay được cao vậy? Em thả đại chứ em cũng biết thả. Ờ. À, có hay đi thả không? Dạ không, lần đầu tiên luôn anh. Ơi, con nè bà con. Thôi em nói nè, em nó cầm cái dây này ra thẳng đứng luôn, không mấy kia nó dùng dùng nằm xuống nó giật dây hoài luôn. Rồi con diều của em đó nè, đấy, thấy chưa? Ồ, đứng lên trên luôn ấy.
không? Em có bí quyết nào không? Dạ không, em thay đại không anh. À, em chỉ giật dây rồi thôi mà nó đứng lên dậy luôn hả? Dạ. Hay à. Hôm nay nhiêu tuổi vậy em? Dạ 25 anh. 25 mà hả? Dạ. Anh nhìn tưởng em bé quá vậy. Tưởng mới 16 à. Đây. À, đi thả diều. Đi với mình hay đi với ai? Dạ em đi với chị em. Chị đó hả? Dạ. À chị cái con của chị em hả? Dạ. À. Đây em nói giật dây sao mà giật cách nào mà nó hay là đứng diều luôn nè. Trong khi bên kia là giật hoài không có được. Đó, giật hoài không được luôn. Khung cảnh đẹp không ha? Bên kia mặt trời bắt đầu ló ra nè. Đấy, mặt trời buổi chiều ló dạng ra. Cái là một tí thôi là mặt trời sẽ lặn xuống. À, đây có thể nói là một khung cảnh quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Quá wow. Em đứng đó là đẹp luôn đó. Ôi, ngay mặt trời nè. Ui, góc này quá đẹp luôn này. Ờ, đúng không? Chụp chưa? Chụp chưa? Không, em không chụp. Không chụp hả? À, em đứng là ngay mặt trời quá đẹp luôn nè. Thấy chưa? Đây. Chối mắt quá trời. Tức là em chỉ lấy cái dáng thôi. Lấy cái dáng không thấy rõ mặt mà lấy cái dáng rất là đẹp. À, nhìn thấy nè. Đó, em quay kia là quá đẹp luôn này. Đấy. Đó, nước bật ra. Nước ra, nước ra. Đó. Quay. Nay bắt được mẫu ảnh. À, đây. Giới thiệu đây là người mẫu ảnh. À, đẹp không bà con? Cảm ơn anh thấy đẹp thì cho một like cái nha. Cho một like nha. À, đây bà con, đây là góc nhìn mà từ trên phía trên này là mình nhìn thấy toàn cảnh thế giới đó. Các bạn, các cháu đang thả diều hướng từ này đổ đâu đã qua. À, phía kia là khung cảnh mặt trời đang sắp lặn và nghe những bờ kè kia, những anh chị các bạn đang đứng bờ kè để mà thưởng thức cái không khí buổi chiều nhẹ nhàng êm đềm. Bên cạnh đó có những anh đi câu cá để ngồi vừa câu cá vừa chiêm ngưỡng cảm giác phiêu lãng với những con cá, đợi chờ những con cá cắn câu. Và bên phía này là những em bé đang thả diều đấy. Bà con thấy không, đây là những quang cảnh nha, quang cảnh thả diều, những con diều đang tung tăng. Bà con xem video kênh Cao Trung Vlog, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Cao Trung Vlog để Trương sẽ cố gắng có động lực để ra nhiều video hơn nữa. Sự ủng hộ của quý bà con, cô bác, anh chị trong thời gian vừa qua thực sự đó là một động lực rất lớn để Trương có thể là tự tin, để Trương có thể là cố gắng để ra nhiều video mang đến cho bà con những hình ảnh tốt đẹp của chân thực của đời sống bà con Việt Nam. Đây bà con, đây là những là chú ngựa. Ở đây là con ngựa nha. Những con ngựa này là bà con lên đó sẽ được chở ra một vòng khu ở khu Lạch Giá này, chắc là khu Phú Cường thôi. Đây là những anh ấy ngựa này. Anh đã cho hỏi là ngựa này mình đi sao? Dạ một người 20 ngàn anh. Một người 20 hả? Dạ. Rồi phải lên mấy người không? Phải lên mấy người? Khoảng 3-4 người em chạy rồi. 3-4 người lại chạy rồi. Ừ. Mình chạy là chạy đi đâu? Khúc nào? Đây mình chạy lên vòng qua lại ngã ba đó, chạy thẳng lên lúc lên Tôn Đức Thắng thì vòng ngược trở lại. Chắc khoảng 10 phút. À cỡ 10 phút ha? Cỡ 10 phút mới hơn. Để dòng một người chỉ 20 ngàn thôi bà con nha. Giá rất là rẻ, bình dân để bà con có thể thưởng thức được không khí trên thành phố Rạch Giá vào ban đêm. Thường là mấy giờ mình chạy? 5 giờ chiều tới 9 giờ tối. Tới 9 giờ tối, 5 giờ 9 giờ tối nha bà con. Ở đây mình chỉ có 2 xe thôi hả? 3 xe nè. 3 xe. Ngày thường thì chạy 2 xe, Tết mới ra 3 xe. Ok. Bà con thấy không, xe rất đẹp nha. Đấy, chân quay một xíu về bà con xem chiếc xe. Chiếc xe và những chú ngựa bạch mã. Đây những chú ngựa. Xe là dài nè. Ở đây có được một người lên xe rồi nè. Đấy. Chuẩn bị một vòng một vòng. Có người ơi, chạy nè. Em là người ở đây Rạch Giá hả đâu? Dạ, Rạch Giá luôn hả? Đây là đi lần thứ mấy? Dạ, em
đi quá nó đi cho biết hả? À con lên cưỡi ngựa luôn hay con? Lên cưỡi luôn đi. Muốn cưỡi không? Hả? Muốn cưỡi ngựa không? Muốn cưỡi kìa. À bé muốn trải nghiệm cảm giác đi ngựa. Một người vẫn chạy nha bà con. Ai? Ai vẫn chạy? Rồi sức bên. Này xếp tài á. Im. Đây. Im. À kêu nó đứng lại ha. Đó đẹp không bà con? Thôi quá chuyên nghiệp rồi em ơi. Ôi. Ôi đồ cặp luôn mới chịu luôn. Ơi xin đôi nha. Phải hai chị em sinh đôi không? Dạ sinh đôi. Sinh đôi luôn hả? À mà đôi ai nói sinh đúng không? Ờ đây nè. Em gái thì thấy nhiều. À cảnh đẹp không? Đó góc quay quá đẹp không? Có bơ còn thấy không? Hay có quay quá đẹp này. Đây. Đúng là chuẩn luôn nha bà con nha. Bé có hay thả diều không? Hai bé có hay thả diều không? Mới mua diều luôn hả? Mới mua diều. Mua diều mua nhiêu vậy? Dạ 60. 60 ngàn đây hả? Ồ thả lần đầu tiên luôn nè. Đây bà con xin thiệu hai người đẹp đạch giá nha. Hai người đẹp đến từ thành phố đạch giá. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi đúng không? Có thì thông báo cho bà con biết, chúng anh mấy anh kia biết. À, đây. À, thả diều phải giật giật như vậy ta. Có giật giật chị diều mới lên hả em? Dạ đúng rồi. Ổ ha. Đó thấy không? Mấy em gái giật nó mới lên nha. Lúc nãy mình thấy anh kia nè đó. Còn bình thường là giật không lên đâu. Rồi, nhiều quá nhiều luôn, thả luôn. Lên luôn nè. Tính tới hết cụ dây luôn không? Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn hả? Hết bay luôn con diều. Chừng đi quay thì hay gặp con gái thì hay chọc chơi chơi với bà con nha. Hay chọc chơi. Ở đây thì có máy bán hàng tự động luôn. Nên bà con khát nước thì đây có cái máy bán tự động để cho quý bà con có thể là bỏ vô đây mua những sản phẩm mà mình muốn sử dụng. Thả xong không sau khi ông bố thả xong lại đi giao lại cho con gái. À, con gái thả diều này. Thả đi con gái. Bên kia diều đó. Rồi. Kế bên là mặt trời. Quá, wow, sao nhảy xuống nước vậy? Tắm. Xuống đó bắt gì vậy? Đi tắm hả? Không còn giờ sao cha? Sao bỏ đi sao sao? Trước gì đã lên. Con diều kia nó tuột. Nó tuột cái ống luôn, nó bay xuống kia luôn rồi. Rồi. Nó bay hoài luôn á. Ờ, nó bay miết luôn á. À thôi, coi như là mình đang phóng sinh. Phóng sinh con diều. Cho diều đi. Anh à, xuống anh chụp không nó ướt mà anh. Xuống chụp á hả? Chụp không kịp á. Ờ à, chụp kịp nãy trong nước là chụp cái ống kịp cho nó bay qua bên kia là nó còn đứng bay kia. Mắt con dài nó có con cục lội tới. À. Ai quá nó chạy mà. À, quý vị các bạn nghĩ sao khi mà ở đây cái bến này là có những cái cặp cô dâu chú rể ra này để mà lấy được những cái cảnh đẹp. Đây bà con. À, đây có tới 3 cặp luôn nha, 4 cặp ra chụp hình đám cưới này nha. À, đây quá đẹp không? À, bên kia thì ánh mặt trời đang lặn dần nên thành ra là sẽ có được những cái khung cảnh rất đẹp. Đây đó, thấy không bà con không? Quá trời đẹp luôn. Đứng sau lưng cho mấy ơi, đứng sau lấy hộp trà với nó á. Rồi, anh lấy cho, quá trời đẹp luôn này bà con, thấy không? Ờ, lấy khung cảnh nó đẹp này. Quay quá. Đó. Đây có vẻ là khu này có vẻ là thường xuyên chụp hình đám cưới bà con. Nên thành ra là đông như vậy.
Xin quay là quang cảnh buổi chiều tại quảng trường thành phố Rạch Giá. Cái này là khu đô thị Phú Cường nha bà con. Khu đô thị Phú Cường, bến Du Xuân khu đô thị Phú Cường. Một lần nữa cho bà con xem cái không khí buổi chiều ở tại khu Phú Cường, thành phố Rạch Giá. Đây, đến lúc này Trưng cũng xin kết thúc video đây luôn nha. Cảm ơn quý vị, bà con, cô bác, các anh chị đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn quý vị, bà con, cô bác đã ủng hộ kênh Cao Trung Vlog. Và bây giờ Trưng xin gửi lời chào tạm biệt.